chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước ngày 8 tháng 7 của Love Sport. Đội tuyển nữ Việt Nam thắng trận ra quân AFF Cup 2022. Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội cầu hôn hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Huấn luyện viên Park Hang-seo mắc chứng rối loạn hoảng sợ là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Đội tuyển nữ Việt Nam thắng trận ra quân AFF Cup 2022. Đội tuyển nữ Việt Nam vừa có khởi đầu xuân sẻ AFF Cup 2022 bằng thắng lợi nhẹ nhàng trước đội tuyển nữ Campuchia. Gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Nhưng như vậy cũng đủ để đội tuyển nữ Việt Nam định đoạt được trận đấu ngay ở hiệp 1. Lần lượt Vạn Sự, Hải Yến và Thanh Nhã điền tên mình lên bảng tỷ số, mang về thắng lợi 3-0 đầu tay trong hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch Đông Nam Á. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông cho biết, mục tiêu của toàn đội trước đội tuyển nữ Campuchia là 3 điểm, bảo toàn lực lượng và không phải nhận thẻ phạt. Đội tuyển nữ Việt Nam đã thực hiện được cả 3 tiêu chí nói trên. Đối thủ tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam là đội tuyển nữ Lào. Trận đấu diễn ra vào ngày 9 tháng 7 vào lúc 18 giờ. Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội cầu hôn hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Chỉ ít ngày sau khi hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang đến sân Hòa Xuân theo dõi trận đấu của Hà Nội với Đà Nẵng, nhiều nguồn tin trong nước khẳng định con trai Bầu Hiển đã cầu hôn Mỹ Linh tại Đà Nẵng. Nguồn tin cũng khẳng định Mỹ Linh đã chấp nhận lời cầu hôn của ông Đỗ Vinh Quang. Người đại diện của Mỹ Linh cho biết hoa hậu sinh năm 1996 chưa muốn công bố thông tin chính thức nhưng không hề phủ nhận. Mỹ Linh xưa nay vẫn luôn được biết đến là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, người hâm mộ đã nhiều lần phát hiện ông Đỗ Vinh Quang và Mỹ Linh từng đi du lịch nhiều lần cùng nhau. Có lẽ hai người đã hẹn hò từ lâu nhưng không công khai trước truyền thông. Đám cưới của cặp đôi này chắc chắn sẽ là một sự kiện rất được truyền thông và người hâm mộ làng giải trí Việt Nam chờ đợi trong thời gian tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Chia sẻ trong chương trình truyền hình YouQuiz của đài truyền hình TVN tại quê nhà Hàn Quốc mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đích thân tiết lộ bản thân mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Ông từng phải vào bệnh viện cấp cứu 2 lần giữa đêm và thời gian còn dẫn dắt câu lạc bộ Sangmu trong tình trạng khó thở. Sau này thầy Park vẫn tiếp tục phải dùng thuốc. Ông cho biết thường cảm thấy căng thẳng khi suy nghĩ về kết quả của đội bóng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ hết hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022 được tổ chức vào cuối năm nay. Chia sẻ về vấn đề này, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói về chuyện gia hạn và thời điểm 3 tháng trước khi hợp đồng kết thúc. Tôi tin rằng người đại diện của tôi có thể lo liệu mọi thứ." Khán giả Việt Nam lỡ cơ hội xem Quang Hải thi đấu. Câu lạc bộ Pau FC chuẩn bị có trận đấu mang tính cọ sát với Sanpon Sport trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho mùa giải tới. Mặc dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều mong muốn được theo dõi trận đấu này thông qua những hình ảnh được chuyển về từ Pháp. Bởi lẽ đây là trận đấu đầu tiên của Quang Hải trong màu áo mới. Theo thông báo mới nhất từ Pau FC, trận đấu này vẫn bán vé với giá 5 euro nhưng kèm theo quy định cấm quay phim chụp ảnh để đảm bảo bí mật chiến thuật mà Pau FC đang chuẩn bị cho mùa giải tới. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 0 giờ ngày 9 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Trong các buổi tập gần đây, Quang Hải gây ấn tượng bằng một số bàn thắng và kiến tạo. Ngoài ra, anh còn ở lại sân tập thêm 2 tiếng mỗi ngày. Hóa chất Đức Giang Hà Nội thắng sốc VTV Bình Điền Long An, nhận thưởng 1 tỷ đồng. Một bất ngờ lớn đã xảy ra ngày thi đấu mùng 7 tháng 7 tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022. Được đánh giá là một trong các ứng cử viên vô địch, nhưng VTV Bình Điền Long An lại phải đón nhận một thất bại quá dễ dàng trước Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Đại diện miền Tây bị Hóa chất Đức Giang Hà Nội đánh bại chỉ sau 3 set với tỷ số lần lượt là 19-25, 21-25 và 21-25. Kết quả này giúp Hóa chất Đức Giang Hà Nội vượt mặt chính đối thủ để vượt lên dẫn đầu bảng A, đồng thời nhận khoản tiền thưởng cực khủng lên đến 1 tỷ đồng từ nhà tài trợ của câu lạc bộ. Không phải là một cơn địa chấn như cuộc đối đầu giữa Hóa chất Đức Giang Hà Nội và VTV Bình Điền Long An, nhưng việc Gelesimco Thái Bình thắng Ninh Bình Doveco 3 set trắng cũng khiến nhiều người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam phải bất ngờ. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Thông tin tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng khi đánh bại Than Quảng Ninh cũng với tỷ số 3-0. Đại diện quân đội chưa để thua set nào ở 4 lượt trận đã qua, họ chắc chắn sẽ nắm giữ ngôi đầu bảng B khi giai đoạn 1 kết thúc dù vẫn còn một trận chưa đấu. Trên đây là những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý ngày 8 tháng 7 của Love Sport. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ bản tin hàng ngày của Love Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.